Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, kiềm chế tai nạn giao thông, ngày 22 tháng 5 năm 2023, Giám đốc Công an thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên đề xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua 5 tháng thực hiện, các lực lượng đã phát hiện xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV. Ngay sau khi triển khai, ba tổ chuyên đề này được phân công phụ trách các tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm xử lý các lỗi vi phạm theo chuyên đề. Trọng tâm là tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ, cơi nới vi phạm tốc độ và các hành vi vi phạm khác. Thì qua đó đã tạo ra những cái hiệu ứng, hiệu quả từ cái nhận thức của người tham gia giao thông đến các cái tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi mà coi như là tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ, đồng thời xây dựng một cái văn hóa giao thông trong cộng đồng của người tham gia giao thông và các cái tổ chức, doanh nghiệp từ cái việc là coi như là thượng tôn pháp luật. Thống kê qua 5 tháng, ba tổ công tác đã tiến hành dừng hơn 35.000 phương tiện, phát hiện lập biên bản xử lý hơn 3.550 trường hợp vi phạm. Trong đó có 746 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 14 trường hợp dương tính với ma túy, 108 trường hợp xe quá khổ, quá tải và 555 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Qua giám sát, hầu hết các phương tiện chấp hành và phối hợp tốt với lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn có lái xe cố tình kéo dài thời gian, gây cản trở cho người thi hành công vụ. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành là căng một xe, mà nói chung là tài xế thì cũng chưa phối hợp lắm nên cũng mất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng xử lý một số đối tượng, cũng có xử lý xe shipper, rồi cũng xe mô tô vừa đằng đỏ, những cái lỗi xe tải vi phạm, những cái lỗi khác. Bên cạnh việc phát hiện xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các tổ chuyên đề đã phát hiện 11 vụ với 12 đối tượng vi phạm về trật tự an toàn xã hội, nên tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền thụ lý giải quyết.